3:30 là chiếc cuối. 3:30 chiếc cuối là chiếc cuối. Chiếc cuối cũng là không có hoạt động sau 3:30. Bây giờ mình đi thẳng lên đây mình tham quan thôi, xong đó là mình đi trở lại đây mình xem thôi lúc 2 giờ. Còn cái khu này thì mình đi bộ buổi chiều. Bây giờ nghe nè. Dạ có xe dừng chuyển. Hello Cherry. Hello mọi người. Hôm nay Cherry đi đâu mà nắng chói chang vậy? Hôm nay Cherry đi cái chỗ mà để gặp mấy cái con động vật đó mọi người. Ở chợ thú gì á. À, safari đúng không? Trời ơi, nắng chói chang, nắng tao nói cháy da luôn. Nắng quá trời nắng luôn. Có xe nè, có xe chở mình đi vòng vòng nè. Mà phải mua vé. Giờ đi mua vé. Mua vé vô đây một người người lớn 650. Một người lớn là 650, một con nít là 490. Cherry là gần thành người lớn rồi. Người ta tính Cherry 1m4 rồi. 1m4 trở lên là người lớn. Mà tao thấy mình đi nhiều quá thôi, tao tính Cherry nít, lần sau là người ta sẽ tính Cherry người lớn. Đây. Đây là những con hồng hạc, rất là đẹp. Màu hồng đẹp ghê á. Đầu tiên vô là những con hồng hạc. Giờ đi mua vé đi chứ nắng quá trời nắng rồi. Và đôi chân dài có màu vàng. Giờ đợi xe. Ở phía góc thân mỏ màu. Đang ở dưới. Quá trời luôn. Mà con cái thì không có sừng ha. Sừng có các bạn này mỗi năm sẽ được thay một lần, tự rụng đi và tự mọc lên lại à. Wow, oh, hay quá. Mấy cái sừng đó mình ngâm rượu ngon à. Sừng á, ngâm rượu là trong lúc sừng còn nhỏ gọi là nhum á, nó ngâm rượu. Còn già thì không biết nó làm gì nữa. Dạ, chẳng đi chân. Wow. Đến từ châu Âu và đến từ châu Úc. Ôi ôi, các bạn này đẹp quá. Các bạn trọng lượng từ 15 đến 20 kg cho một con ạ. Ôi đẹp quá. Dạ, yeah. Chụp ảnh, chụp ảnh. Ok, ok. Thiên Nga nè, Thiên Nga Úc, Thiên Nga gì quên rồi. Châu Âu. À, Thiên Nga châu Âu với châu Úc. Anh cọp ở trong đây. Thiên Nga đen này đẹp chưa? Wow, Thiên Nga đen đẹp quá à. Tê giác. Đúng con cổ. Linh Dương. Có móng cọp, nanh cọp. Nó quên chăm sóc động vật. Em ở ngoài ngoài không à. Mà chắc có mà, nó già, năm heo rừng rồi. Nó rụng á, thế đó. Nó mới chăm sóc động vật, ngày nào cũng cho ăn thì nó có thể. Ngày ngủ từ 18 đến 20 tiếng trên một ngày. Con heo rồi, là con heo mà cái mỏ dài dài đó con, đó đó. Con mà vậy con coi nè. Mỏ đang mỏ dài mà đang thui nè. Ơi sao người nó hai màu? Dễ thương không? Đó. Heo heo vòi. Heo vòi nhìn cái vòi nó y chang cái hồi á, vòi con voi á. Đúng rồi. Nửa đen nửa xám ngộ không? Giống con gấu trúc á. Con này rất là xiên mà xiên ăn với xiên ngủ. Thành có cặp sừng dài lên đến 1 mét á. Chữ gì vậy? Thì sẽ không mọc lại nữa. Chú nói để chú nói. Năm con này có khả năng thay đổi nhiệt độ trong cơ thể lên đến 10 độ khi sống trong môi trường sa mạc. Wow. Cái con này chịu đặt nóng à. Hay vậy. Mà nó đốm trời ơi. Nó vận tốc 90 km/h trên một giờ. Wow. Hay gì thế, lòng bự dữ. Nó dữ lắm á. Ôi con trăng kìa. Ui giời ơi. Đây nè. Ôi con trăng cá sát nè. Ô. Ở trong kia nữa kìa. Ghê chưa? Ra trăng. Đây có con gì không? Đâu? Có thấy nó đâu? Ở trên gốc cây đó. À đây nè. Đây nè. Thằng lằn nước.
Lằn nước thôi, thằng lằn núi. Này thằng lằn nước hay thằng lằn núi, Cherry? Đây là hình Cherry ăn sáng buffet ở khách sạn rồi mới đi safari.